Thủ tướng Viktor Orbán nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy làn sóng di dân sẽ chấm dứt, tin từ Lendava, Hungary. Trong lúc đến thị trấn Lendava nằm ở biên giới Slovenia, tham dự một buổi lễ kỷ niệm của một tổ chức người Hungary thiểu số trong thị trấn vào ngày thứ Sáu, 6 tháng 11, Thủ tướng Viktor Orbán đã gặp Thủ tướng Miro Cerar của Slovenia để thảo luận về cuộc khủng hoảng di dân. Sau khi quyết định đóng cửa biên giới để ngăn chặn người đào thoát chiến tranh và nghèo đói, mức độ thấp thuận trước đối với Thủ tướng Orbán đã tăng vọt. Mặc dù bị quốc tế chỉ trích lên án, không có dấu hiệu nào cho thấy Thủ tướng Orbán nhẹ nhàng hơn trong lời nói hay ngưng chỉ trích Liên Âu. Trong buổi lễ văn hóa, Thủ tướng Orbán nói rằng hàng trăm ngàn người với những nền văn hóa khác nhau đã vào biên giới Hungary và Slovenia bất hợp pháp và hàng triệu người khác đang đến. Đang có những người ở châu Âu muốn làm cho biên giới các nước biến mất. Nhưng Hungary có một trật tự quốc gia là mỗi người Hungary chịu trách nhiệm cho mỗi người Hungary. Sống trong thời đại như hiện nay, Hungary phải mở rộng trật tự này để bảo vệ châu Âu. Áo cho rằng những chính sách của Thủ tướng Orbán giống như của Đức Quốc xã. Đại sứ Hoa Kỳ tại Budapest nói rằng Thủ tướng Orbán đã phản ảnh tinh thần bài ngoại. Trong lúc Đức và Thụy Điển cố gắng đối diện với người tìm nơi tạm trú, cao ủy Liên Âu kêu gọi chia sẻ người tị nạn di dân cho các quốc gia thành viên. Nhưng Thủ tướng Orbán đã bác bỏ, tuyên bố các chính phủ chấp nhận người tị nạn là khuyến khích làn sóng di dân.